chia sẻ cho anh em uh, cắt phôi từng phôi của cái uh, lô này cho nên nhiều anh em hỏi em là cắt phôi làm sao rồi cái này kia đó thì em chia sẻ cái uh, thực tế uh, cắt của từng cây cho anh em mình xem luôn thì ở đây nó có khoảng hai mươi mấy cây hai mươi mấy lần cắt nha nên mình chịu khó xem cái lô này thì em uh, chuẩn bị ghép cái giống mới của uh, bên em đó. cái bông thì em để trên màn hình cho nên mình tham khảo nha uh, chứ bên em thì cũng không có chuyên gì cái đồ nhỏ này thì anh em nào thích về cái cắt phôi đó, thì có thể theo dõi video này sau này mình mua cái cây nào giống vậy thì mình áp vô mình cắt ra giống vậy nha anh em cái này là cái cách của nhà vườn rồi anh em thì cái này em cắt để em làm mấy cái cây bonsai lùng lực nha anh em cắt rất là gắt thì anh em nào thì thợ nghệ nhân á thì có thể bỏ qua clip này này em chia sẻ cho anh em mới tập chơi thôi chứ lại cái cái này là cái cách làm của bên vườn bên em làm kiểu nháy cái phong cách bonsai nha anh em thì đầu tiên để cây này anh em mình thấy ban đầu rồi nó đây nó có cái nhánh chỉ vô cái mặt mình nha anh em em cắt bớt rồi để anh em mình thấy cái co nó nè nó rất là gắt và rất là hay cái cây này bây giờ chưa biết binh như thế nào thì uh, để chút xíu nữa em cắt ra cái hình rồi em sẽ chia sẻ cho anh em nha anh em thì cái này bước thử tới thử luôn rất là nhiều nhưng mà trước tiên tháo cái khóm này tại vì lấy cái mặt tiền này nè cái nhánh này nó chỉ thẳng vô mặt mình nó rất là xấu em để cái màn hình trên màn hình cho anh em mình xem thì bây giờ để em tiến hành em cắt rồi em chia sẻ lại cho anh em trước tiên là tháo cái khớp đầu ở trên anh em nó bị chổi vô cái màn hình của mình hồi nãy anh em mình thấy đó, nó bị chổi nhìn nó không ra cái đường cong này nè trước tiên là tháo cái khớp đó rồi đến bây giờ đó là đến liên quan đến cái phần cái co này nếu mà ở đây mình mình tán luôn cái phần ở đây á thì nhìn ra cái lắc lò xo rất là hay nha anh em nhưng mà nó bị một cái là cái mặt cắt nó rất là lớn thì hiện tại bây giờ đang tính là một á à, tán ngay bỏ ngay đây nè bỏ ngay hẳn ngay đây luôn thì lấy luôn nguyên cái lò xo còn không là tán rút rút lại đâu tầm đây thôi còn cái đầu cũng rút lại cái phần này rút lại nhẹ một cái rồi nó ra hai cái phương án như vậy thì chưa biết cái phương án nào thì anh em mình à, thử tưởng tượng thôi rút theo cái phương án nào nha anh em rồi cái phương án hai nãy em nói anh em á à, không có tháo khớp cái này mà để cái như thế này Mấy cái kia thì rút nhẹ đây nè Anh em thấy rút nhẹ đây nè Thì ra cái phương án này anh em mình thấy được chưa Hay là tháo cái khớp chỗ này luôn anh em thì Bây giờ uh, suy nghĩ chút xíu nha anh em Rồi chút xíu ra sẽ ra kết quả cho anh em mình xem Sau khi tháo khớp cái uh, phần mà nãy giờ em nói anh em Tháo khớp nè, đây nè Thì uh, ban đầu là em quay với anh em là cái mặt tiền như thế này anh em Nhưng bây giờ mình ra cái uh, mặt tiền như thế này Thì giống như cái cái vòng tròn sáng ốc anh em. Nhưng mà... Uh, À, cái phần này á là phải đục lại nha anh em cái phần nói chung là cái mặt cắt là phải xử lý và đục lại chứ không phải là để như thế này tại vì quay clip á thì quay sớm cho anh em thì chắc chắn là cái video này lên này nhiều anh em mình ý kiến nhưng mà làm như thế này nó mới tới cái cây luôn nha anh em ra cái uh, kiểu bên dài lùng lực nó kiểu uh, nó hơi đọc lại chút xíu để uh, có cái ấn tượng hàng bây giờ thì rất là nhiều uh, mình đọc lại chút xíu mới dễ bán giao luôn nha anh em anh em nào thích thì có thể inbox liên hệ em lấy cái cây này rồi cái cây này thì bên phôi người ta cắt rồi nè anh em thì mình có thể giữ gì mình chơi tàn nha anh em chơi tàn anh em mình lưu ý còn nếu mà muốn làm với kiểu bonsai thì rút mấy cái này lại ở đây ở đây ở đây với ở đây mình rút ra thì nó mới ra đẹp nha anh em thì mình lấy cái mặt tiền ở đây cũng nhìn rất là phơi lấy cái con này nè anh em quay cái anh cái rồi cái mặt bên kia nhìn cũng rất là phê nha anh em quay quay quay, quay tay cái mặt này anh em mình lấy đó, thì nhìn nó cũng rất là duyên cái đấy nó rất ok bây giờ em cắt rồi xong em xem thành phẩm cho cho anh em xem thành phẩm một khi cắt nha anh em thì mấy cái cây này làm hàng kiểu bonsai kiểu rất là rộ, gọn mình có thể một mình bưng bê cây này thì 28 quành 2 triệu 7 nha anh em anh em nào thích đó, thì có thể liên hệ với em chính quành nha anh em anh em mình thấy cây này nó sống rất là đẹp nhưng mà để như vậy đó ghép không có được thì bắt buộc phải rút rút ở đây là lấy cái đọt nè rồi cái phần bên đây anh em mình thấy nó nằm ở đây giờ ghép nó ra rất là khó rút bỏ luôn nha này. đục ra rồi trái keo cái này thì rút lại ghép ở đây rồi với cái phần này thì rút sát vô đây nè có đóng bo để giữ mặt cắt thì chút xíu quay xong em cắt xong thì anh em mình thấy cái thành vật này lấy mặt tiền nha nè cắt xong như vậy nhiều anh em mình có thể nấu rồi sau và khóa ra cái cây nó còn lại chút xíu lại làm đầu anh sai nó bán vậy anh em ơi nó đang chứ không là nó đơn lắm cái này là dớt bỏ cho anh em này chưa có dớt bỏ chưa có thời gian cái này đóng một bo làm cành phong nè rồi ở đây bóng đóng này cái này là dựng ngọn nè anh em thì cây này là ba chục quanh là hai hai triệu bảy nha anh em cây này anh em mình để ý em có có chi một cái cục ở dưới nha anh em mà lấy cái ngọn dựng cao vậy chứ nếu mà để cái bầu bình thường thì nó hơi bay nhưng mà cây này chơi bay nó không có tốt lắm cây này thì về cơ bản anh em mới tập chơi mình dễ chơi nên chân cành nó đầy đủ cái cây này thì không có cần gì Ờ uh, suy nghĩ gì nhiều quá chẳng qua là mình rút lại ngắn lại chút xíu thôi cho nó đẹp để mình lúc mình sắp xương ra nó đều theo cái kiểu bonsai và nó đẹp nó cân bằng thôi còn có mấy cái cành này mình để về quá thì nó đơn thì bây giờ em cắt cười xong em quay thành phẩm lại cho anh em xem nói gì nè anh em hồi nãy anh em mình để ý là có cái cụm rễ nè nó nó chảy quá dọc vỏ luôn thì mấy cái phần ở trên rút lại như thế này nè rút nó rất là ác anh em là bonsai sai là phải chịu như thế này thì ra thành phẩm mới đẹp cái này uh, 27 mươi bảy quỳnh hai uh, triệu nha anh em vì cái cây này có hai cái đường binh nha anh em Cây này thì nó hơi dài chút xíu Cây này nếu mà anh em mình giữ như vậy chơi được hay không Được nha anh em Ống vô ổng cái tàn lên Nói chung là thả tàn thiên nhiên nó ra cái hình như thế này nè Nhưng mà nếu mà làm vậy thì cái cây nó không có giá trị nữa anh em Cái anh em mình thấy cái cây nó cái mông nó ở dưới nè Rất là phơi cái tài nó rất là phơi quen cái phút Đó, Nhìn nó nó rất là phơi Bây giờ mà mình để cái tàn ở trên đó thì nó làm không có đúng gu kiểu chơi bonsai nha anh em thì bây giờ đó là gì đâu tầm đo đâu đó ở đây trên cành ở dưới đây rút lại nha anh em rút xét lại rút lại cho mình chơi theo cái kiểu lùng lật thì nó nhìn nó phơi hơn chứ đúng cái phong cách của cái kinh em lên việc vàng và bonsai nha anh em rồi em cắt xong cái cây này thì em sẽ cho anh em mình xem cái cây cắt xong nha anh em cắt rất là ác luôn anh em mình À, thấy đựng cười như anh em chơi bên sai rồi phải vậy cây này ba mươi lăm hoành nha anh em cây đế đứt rất là bự ba triệu hai nha anh em anh em nào thích cái gu này á thì có thể liên hệ với em cây này phá thế mà kiểu làm bán đổ cũng rất là phơi nha anh em rồi cái cây này nếu mà anh em mình muốn chơi tàn mà dán siêu á thì cũng được nha anh em chân cành trên nó đóng đầy đầy lắm nhưng mà nhìn nó không có không có phơi hiện giờ anh em mình thấy nè lúc nhanh đây nè À, mình lấy uh, ngang chẹt cái đó thôi. Mình đang cái, mình đang cái. Chơi kiểu như giống như sừng trâu nha anh em. Ở dưới cái đế nhìn cũng rất là thương, co gắt cũng rất là dữ. Bây giờ em cưa ra cho anh em mình thấy uh, sự khác biệt của cái cây này trước và sau khi cắt. Chuyện tư 21 uh, quành nha anh em. rồi Sau khi cắt nè, hôm nay mình thấy cắt ép không. Rút mấy chân cành lại để mình uh, tiến hành ghép. Uh, được uh, ra như thế này. Chơi lùng lực uh, nha anh em có cây này hơi đặc biệt xíu là chơi dán bán đổ nha anh em. Hôm nay mình tại đây em có chim nè, không có chim này mình dựng lên chơi tàn cũng được ở trên chân cạch nó cũng rất là đủ. Nhưng mình mình phá xuống gì chơi bán đổ cho nó ra cái giá trị cây anh em ơi. Thì cái mặt tiền mình lấy bên đây nó hơi đơ, mình qua bên đây nó cái co nhìn nó rất là dễ thương nha anh em. Tại vì nhiều khi lên video cũng thấy mình tán ở đây nè. Thấy cái cái này đút sát lại là là, là chơi được cho anh em, cái này bỏ luôn cũng được. Cái này nó nhỏ quá nè, anh em mình thấy nè, nó chổi vô cái mắt mình đó mình lấy cái mặt tiền ở đây mình sẽ bán đổ rồi để em cắt xong là anh em mình hình dung ra nãy giờ em đang nói cái gì à với cái này đổ thì uh, tắm nha anh em thì ở cây này uh, nó có cái như thế này anh em mình thấy là cái phần này bỏ nãy em có nói nè cái phần mặt cắt này em cắt là giấu cái mặt cắt nha anh em mình lấy cái mặt tiền ở đây mà hồi nãy em nói với anh em nhớ không rồi cái phần này ngay chỗ này nè chỗ cái lòi ra nè rồi quýnh cái cành bay ra còn cái này là giống như mình mình kéo ra cành phong nhưng mà vẫn giữ được cái mặt tiền này nha anh mình lấy mình chơi cái mặt tiền À, lấy cái con gắt này nè rất là dễ thương làm mấy xì thôi anh em ơi Rồi Đây gián bay nha anh em cây uh, nhỏ mà dễ thương à, cái co gắt nó rất là đẹp thì lấy cái mặt tiền mới lên đây luôn à, quay cái anh khác nay mình lấy cái mặt tiền bên kia thì nó nhìn nó rất là đơ đây là không phải nào lấy cái mặt tiền được bên đây thì mình lấy mấy cái cành này làm cành phong với cái cành này mình rút lại thôi nha anh em không có bỏ cái cái, cái cành nào hết rút lại thôi rồi đây quay quay về cái mặt tiền thì ở trên đây nó hơi dư chút xíu tán chút xíu là được cái này rất là dễ làm anh em cái này rút lại ngắn ngắn chút xíu là ghép được anh em cái này cắt ra như thế này anh em nhiều anh em nói em là cắt uh, sau uh, mà ác nhưng mà cắt ra thì khi mà mình uh, ghép rồi mình làm xương chi cành kỹ anh này thì mấy cái chỗ này nhìn nó không có đơn anh em cái việc mà cái cây mai có lá nó đẹp nó tròn tàn nào khác còn cái việc mà lãi lá ra nó ra xương chi cành nó có đẹp hay không là quan trọng cái khúc này nè anh em cái này cắt rất là sát nha anh em cái này có 8 xì thôi anh em ơi Thôi cái cây này hai mươi mấy hoành lên nha anh em Nhưng mà cái cây này giá trị nó cao Cái đầu tiên là anh em mình thấy cái đích nó nè Rồi cái, cái củ đế đó anh em Cái củ đế bạc này rất là nhiều anh em yêu thích Cái tiếng hai là cái co nó rất là duyên nha anh em Cái co lắc này rất là duyên Cái cây này nếu mà anh em mình chơi ở nhà nhiều khi anh em mình giữ cái bộ toàn nha anh em Nhưng mà làm bonsai lùng lực làm ra cái kiểu mà tròn tròn nhỏ nhỏ gọn gọn dễ thương xương chi chành đẹp á Thì bắt buộc phải rút ngay cái khoảng tầm đó nha anh em Rút khoảng tầm đó để mà rồi rút mấy xương chi cành này lại giống như những cái cây nãy giờ em có nói với anh em Làm như vậy mới ra được một cái cây mai bonsai nó đẹp và dễ thương Tải lái xong cái cây mai rất là phơi nha anh em biết xong nha anh em thì em anh, anh em không biết sao cho em nhìn cái cây này phơi lắm Cái mông à, mà cái củ đế của nó đặt nó rất là bự nha anh em Hoành eo thì có hai mươi mấy cái thôi Nhưng mà cái củ đế rất là bự, co lắc nó rất là duyên Cây này thì giao lưu với anh em một triệu chín nha anh em ờ uh, chắc ra như thế này khi mà vô kẽm làm ra thì nó mới ra cái kiểu mà bonsai anh em nháy nháy kiểu phong cách bonsai rồi cái cây này thì anh em mình thấy à, để dưới có cái cây chim nha anh em nếu mà mình để bằng á thì nó dán bay nhưng mà nó không có duyên cây này mình mình để dựng lên như thế này lấy cái đọt đó. nó dán như uh, chật lên thẳng vậy nè nhìn nó rất là hay anh em chương trình bóng cũng tương đối đầy đủ chân thành cũng đóng tương đối đầy đủ thì không có cần phải khóa cái chân cành nào hết rút nhẹ là cái là chơi nha anh em em cắt xong thì em cho anh em mình xem rồi cắt xong nó ra như thế này nha anh em rồi cơ bản thì lấy cái mặt tiền bên đây nha anh em thấy cái co lắc nè rồi chân cành nó đóng cũng tương đối đầy đủ cái mông của nó cũng rất là to nha anh em đây cái tay em nè đó thì cây này 27 mươi một triệu tư nha anh em rồi cái cây này thì có kê lên nha anh em để thấy cái cái đọt nó thẳng nè thì khi mình cắt cây mình phải lấy biết cái độ nằm vị trí nào mình mình để vô cho nó cân lên anh em chứ không phải cái bầu như thế này mình để như thế đó cái cây này thì anh em mình thấy xây cây phúc này mình thấy là nó cũng tương đối nó vô cái form rồi có chân cành nó để dài quá thì nó hơi đơn thì mình rút mấy cái chân cành lại uh, chút xíu thôi rút lại cho dễ ghép rồi rút mình xương chi cành cho nó đều thôi nha anh em cắt xong thì em sẽ quay lại cho anh em mình xem cắt rút nhẹ nó ra như thế này thôi nha em đơn giản thôi không có gì Hôm nay mình thấy nó cũng không có khác gì hồi nãy ở trên ngọn rút nè, này. này rút, này rút chút xíu thì nó ra như vậy thôi. Cây này thì 24 vành 1 triệu hai thôi nha anh em. Cái cũ nó tròn do nè, anh em mình thấy nó sổ nè. Dễ thương lắm. Cây này kiểu như dán cây bay nha anh em. cây này thì em cắt trước rồi, nó cũng không có gì anh em rút lại uh, ghép sát thôi, nhưng mà cây này rất là hay. Nhưng mà em nó kỹ lại chút xíu nha anh em. Anh nay mình thấy nè, cái cũ nó tròn do nè. và nó nhỏ, nó củ cũ rất tròn do nó cây nè cây này giá kiếm ra cây thứ hai rất là khó thì uh, giữ như vậy cái chân mỗi chân cành là đã, đã đóng ghép hết cho anh em Rồi quay một vòng cho anh em mình xem đằng sau là cành phong đầy đủ thì lấy cái mặt tiền là phía trước như thế này cây này thì mình phá, mình phá thế mình mình đã ngang qua cho cái cành nó bay hoặc là nó cắm dưới luôn cũng được cho anh em mình tùy theo cái bài của mình chơi mà ra thì nếu mà anh em mình muốn mà ác ác luôn đó cái đường cong này rất là hay và ở trên đây thì nó bay hơi đơ thì mình tán con đầu ở đây nè thì à, nói ra một cái cách chơi mới nhưng mà hiện tại đang rút như thế này thì à, giao lưu với anh em mình chịu rưỡi nha anh em rồi tiếp theo cái cây này thì tại vì em mua trước á mới cắt rồi nè bơm mốt hoành giá ba triệu rưỡi nha nè thì cũ năm mua mấy hoành á thì à, cái cây này à, em cắt rồi nên cũng không có cho nói gì nhiều chân cành nó đóng tứ diện này rất là dễ chơi nha nè cái hôm em mình mới chơi thì có thể tham khảo cái cây này đóng chân cành đều hết nên anh em mình thấy nè bên đây nó cũng có chân cành nè mình đóng rồi mình kéo ra thôi nó rất là dễ nha anh em thì cây này xong rồi thì không có nói chi tiết nhưng mà